Trong cuộc sống, ai cũng có những ước mơ muốn có, nhưng có thể chưa có hoặc không thể có được với công việc hiện tại. Đó là được tăng thu nhập hàng tháng, có nhiều nguồn thu nhập ngoài công việc đang làm, có nhà mới, lớn và tiện nghi hơn, có xe mới, có nguồn thu nhập thụ động để được tự do về tài chính, con cái được giáo dục tốt hơn, quan trọng là có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình, có cơ hội đi du lịch khắp nơi trên thế giới nhiều lần trong năm, có nhiều bạn bè tốt, làm chuyện từ thiện, có khả năng giúp đỡ nhiều người khác mà không cần phải đắn đo, có tài sản lớn thừa kế cho con cái. Để đạt được những mục tiêu đó, bạn có thể dùng một loại phương tiện thường gọi là đi làm. Phương tiện bạn đang dùng sẽ quyết định những nhu cầu mà bạn có và khả năng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nếu phương tiện của bạn đang có là cung cấp 5.000 đô mỗi tháng, thì những ước muốn mà bạn muốn cũng sẽ gói gọn trong vòng 5.000 đô mỗi tháng đó. Và nếu phương tiện mà bạn đang có cho bạn 50.000 đô mỗi tháng, thì nhu cầu và những ước muốn của bạn cũng sẽ tăng lên rất nhiều so với trước. Nếu nhu cầu của bạn là muốn có thật nhiều tiền mỗi tháng, hoặc bạn có những ước vọng lớn muốn thực hiện trong đời, nhưng với phương tiện bạn đang có thì hầu như vượt quá tầm tay, thì bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn một là bạn thu nhỏ các nhu cầu, các ước muốn, những giấc mơ, thu nhỏ các hoài bão ôm ấp lại cho nó vừa vặn với số lương đang có. Hoặc là lựa chọn số 2, thêm các phương tiện khác ngoài phương tiện đang có, hoặc phải thay đổi phương tiện. Nếu bạn chọn giải pháp số 1, thì bạn có thể ngưng video này ở đây, không cần phải xem tiếp. Nhưng nếu bạn chọn giải pháp số 2, vì vẫn mong có sự thay đổi cho tương lai và vẫn muốn đi tìm một phương tiện thích hợp với khả năng và hoàn cảnh của bạn, thì đây là 4 nhóm phương tiện phổ biến hiện nay để bạn có thể lựa chọn. Bạn nghe kỹ nhé. Thứ nhất, bạn đi làm thuê cho công ty, tổ chức hoặc người nào đó. Ở đây, bất kể công việc của bạn thuộc chuyên môn gì, vị trí cao hay thấp, tiền lương hay thù lao sẽ được trả theo thời gian bạn đi làm. Bạn có đi làm thì bạn có thu nhập. Tại Mỹ, ước tính khoảng 77% người trong tuổi lao động là đi làm thuê. Đi làm thuê thì chỉ vừa đủ sống, rất khó có thể dành dụm dư xài cho những nhu cầu chi tiêu hàng tháng trong gia đình. Đó là chưa nghĩ đến việc đầu tư cho tương lai. Bạn có đang hài lòng với mức lương hiện tại không ạ? Phần lớn người đi làm thuê không hài lòng với mức lương hiện có. Đó là lý do có nhiều người nhảy việc, chuyển công ty thường xuyên để tìm nơi trả lương cao hơn. Thứ hai là làm thuê cho chính mình. Nghĩa là bạn tự mình kinh doanh một sản phẩm dịch vụ nào đó. Ví dụ mở một nhà hàng, tiệm nail, cây sân hoặc một công ty sản xuất. Ở đây bạn tự quản lý, tự điều hành và chịu trách nhiệm việc kinh doanh với chính mình. So với nhóm thứ nhất, có thể bạn sẽ có thu nhập cao hơn nhưng rủi ro cũng sẽ cao hơn, áp lực công việc nặng nề hơn, sức khỏe có thể sẽ suy giảm và có rất ít thời gian dành cho gia đình và bản thân. Thứ ba là xây dựng hệ thống kinh doanh. Nghĩa là bạn sở hữu một quy trình kinh doanh tự hoạt động cho dù bạn có mặt hay không có mặt. Đó là khái niệm franchising như chuỗi cà phê Starbucks, bánh mì Subway, Lee Sandwich, phở Hòa, hoặc thức ăn nhanh như là McDonald's, Burger King là những ví dụ điển hình. Khi đến những nơi này, bạn có thấy người chủ quán không ạ? Người chủ sở hữu không hề có mặt tại các quán cà phê hoặc cửa hàng, nhưng một hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và tạo ra lợi nhuận đều đặn, bền vững. Cuối cùng là đầu tư. Khi có một khoản tiền dư, bạn mua một thứ gì đó để tiếp tục tạo ra thu nhập. Đó là đầu tư. Các kênh đầu tư phổ biến là địa ốc, mua cổ phiếu hoặc đơn giản nhất và khá phổ biến của người Việt Nam là mua nhà cho thuê. Nếu đầu tư thành công, bạn sẽ nhận được khoản thu nhập thụ động đều đặn. Nói cách khác, bạn dùng tiền để tạo ra tiền. Với hai nhóm bên trái, bạn sẽ dùng thời gian để đổi lấy tiền. Ngược lại, hai nhóm bên phải, bạn sẽ đổi tiền lấy thời gian. Kết quả là nếu lựa chọn đứng bên trái, bạn chỉ có thể có tiền hoặc thời gian, không thể có cả hai. Trong khi nếu chọn đứng bên phải, bạn sẽ có cả hai. Bạn sẽ chọn bên nào? Chắc chắn là bên tay phải, đúng không ạ? Và với hai lựa chọn ở bên phải, nếu bạn không có sẵn một số tiền lớn để đầu tư thì xây dựng hệ thống kinh doanh, phương tiện thứ ba là phương án khả thi nhất. Tóm lại, để đáp ứng được những nhu cầu cao cho gia đình vừa ước vọng trong đời sống như là thu nhập cao, có nhà mới, có xe mới, con cái được giáo dục tốt, có thời gian cho gia đình đi du lịch khắp thế giới, có nhiều bạn bè tốt, có thể giúp đỡ nhiều người khác, có tài sản lớn thừa kế cho con cái, thì phương tiện bạn nên chọn là xây dựng một hệ thống kinh doanh. Chắc bạn cũng đã tìm ra giải pháp cho mình rồi.